Tỷ phú Musk thông báo rút khỏi vị trí CEO Twitter, cổ phiếu Tesla tăng giá. Giám đốc điều hành, CEO, Twitter, tỷ phú Elon Musk cho biết ông đã tìm được CEO mới cho mạng xã hội này. Còn mình sẽ chuyển sang vai trò khác. Ngày 11 tháng 5, giám đốc điều hành, CEO, Twitter, tỷ phú Elon Musk cho biết ông đã tìm được CEO mới cho mạng xã hội này và ông sẽ chuyển sang vai trò sản phẩm và kỹ thuật. Theo đài CNBC, thật vui mừng thông báo rằng tôi đã có giám đốc điều hành mới cho Twitter. Cô ấy sẽ bắt đầu sau khoảng 6 tuần nữa. Vị tỷ phú cho biết trong một bài đăng trên Twitter. Ông không cho biết thêm thông tin về nữ CEO mới. Tháng 12 năm 2022, ông Musk đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter để hỏi người dùng rằng liệu ông có nên rút lui khỏi vị trí CEO của Twitter hay không. Kết quả là đa số người dùng khuyên ông nên rút khỏi vị trí này. Tỷ phú Musk cho biết ông sẽ tuân theo kết quả của cuộc thăm dò nhưng sau đó ông đổi ý. Nói rằng ông sẽ chuyển giao vai trò này ngay khi tìm thấy ai đó đủ ngu ngốc để nhận công việc. Vào tháng 2, vị tỷ phú nhắc lại rằng ông dự định tìm người thay thế vào cuối năm nay. Ông Musk đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì một loạt thay đổi chính sách từ khi tiếp quản Twitter. Những thay đổi này thường xảy ra mà không có lý do rõ ràng và làm dấy lên lo ngại về tác động đối với người dùng. Sau bài đăng của ông Musk, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla của ông đã tăng hơn 2%, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư hài lòng về động thái này. Một số nhà đầu tư của Tesla lo ngại rằng ông Musk đã quá phân tâm khi điều hành Twitter và ông nên tập trung cho vai trò CEO Tesla. Vào tháng 4, một loạt các cổ đông của Tesla đã công khai kêu gọi hội đồng quản trị của công ty đảm bảo rằng ông Musk sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Tesla.